chín rồi. Cho em ăn trước như một tí nhá. Từ từ thôi. Đây bọn này. Đấy, ngon không? Rồi mình đi nhặt rau nhá. Đây này. Ngon không? Đây nào, không chanh của Na. Không chanh của Na, đây. Rồi, đi nhặt rau nhá. Cơm một lúc nó mới chín. Rồi. Em ngồi đây đợi chị nhá. Đợi sau nhá. cầm lấy đi, cầm lấy. Người lùi đi thì á, chị để đây cho nhé. Lấy đi, đúng rồi. Lấy ăn đi. Muối ơi, chị Muối ơi, chị Muối dậy đi, nhanh lên, dậy ăn cơm trưa đi, muộn rồi. Mo với Na đang gọi này. Mo ơi, Mo ra đây nào, đây nào, đấy đấy, Mo gọi chị Muối dậy kìa. Nhanh lên dậy đi, dậy ăn cơm đi. Đấy, chị Muối dậy rồi nhá. Chị Muối dậy mặc quần áo xong đi ăn đùi gà nhá, với Mo với Na nhá. Mo với Na ra đây để chị Muối dậy. Ôi trời ơi. Chị ôm Na, em ôm Mo ở đằng sau nhá. Ok, được. Mua lên ghế đi. Mua lên ghế nhá, mua lên ghế nhá. Mua ra đây ngồi ghế này nhá. Em ngồi bên này, em ngồi bên này. Chị ơi, em ngồi bên chị nhá. Ngồi đây, ngồi lên đây đợi nhé, để chị về thôi nhé. Ồ, ngon quá. Ôi, ngon quá này. Wow. Tay Na thực tình. Ôi giời, em thực tình thôi. Em ăn cơm đi. Đấy, vừa ăn cơm đi. Rồi, Mo và Na ăn thực tình nha. Rau cho Mo với Na trước nhé, xong chị để cho Mo với Na ăn nhá. Em sẽ ăn bằng chị mới thương Mo với Na phải không? Cho Na Mo với Na ăn thịt đúng không? Na cắt cho nha, ăn từ từ nha. Không không khóc đấy. Đúng rồi, không là Mo với Na ăn khóc đấy. Thank you. đi, ngon không?